Em Tuấn Anh Hà Nội 1 xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn bộ quý vị, chị và các bạn đang theo dõi kênh của em. Thì hôm nay Tuấn Anh Hà Nội 1 lại tiếp tục về một cái mẫu xe SUV 5 chỗ, phải nói là rất đẹp, trẻ, khỏe và mang tính năng động. Một chiếc Honda CR-V được sản xuất vào năm 2013. Đó, thì em cũng xin được giới thiệu luôn chiếc xe đứng tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội. Thì trong tất cả các video trước thì có một số quý vị anh chị và các bạn khi mà nhắn tin có trao đổi em về thông tin xe thì cũng có hỏi luôn là xe mới chủ. Thì thôi thì bây giờ trong tất cả các video em cũng sẽ nói rõ luôn về cái vấn đề chủ xe nhé. Thì nguồn gốc lịch sử rất là rõ ràng. Chiếc xe này hiện tại là chủ thứ hai, đó, tên tư nhân và chủ đầu cũng là gốc Hà Nội. Trước mặt quý vị anh chị và các bạn đây là một cái mẫu SUV 5 chỗ phiên bản 2.0. Đó, ở cái đời 2013 này nó sẽ có hai phiên bản là bản 2.0 và bản 2.4. Máy xăng, số tự động thì đây là bản 2.0. Nó sẽ khác ở một chỗ là trên này nó sẽ bản 2.4 có cửa nóc, thì bản này là chưa có cửa nóc, ghế cơ. Tuy nhiên thì đối với cái bản 2.0 này thì nó rất phù hợp với quý vị chị nào mà khi mà đi nhiều và có cái nhu cầu là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, chạy chiếc này thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu quý vị anh chị và các bạn nhé. Đấy, thì như quý vị chị và các bạn có thể nhìn thấy biển 5 số 29A này. Đó, đuôi 23. Cái mặt ca lăng đằng trước thì nó cũng nẹp ba cái thanh ngang mạ chrome rất là đẹp. Ngoại thất màu trắng. Đó, thì quý vị anh chị có thể cùng em đi một vòng để ngắm nghía về cái form dáng ngoại hình một cái chiếc CR-V. Đó, form này thì nhìn thật sự là vẫn đẹp, thật sự có một cái nét nó rất là cổ điển và sang trọng. Quý vị anh chị có thể đi dọc về phần thân xe để đánh giá một phần về sơn si. Ở đây thì xe em để dưới hàng cây cho nên có những cái lá cây ở đây thì quý vị anh chị thì nhìn thấy này. Đó, xe em giữ gìn bảo quản rất là chắc chắn nhá, thì quý vị anh chị yên tâm về chất lượng. Phía này ở dưới đây là mâm, này là mâm đúc, mâm đa chấu quý vị anh chị nhìn thấy. Ở đây thì gia chủ cũ đã trang bị một cái dàn lốp rất là mới. Nói thêm luôn về phần ô tô thì hiện tại chiếc này chạy được gần 10 vạn km, chính xác là khoảng 9 vạn 8 quý vị anh chị và các bạn ạ. Đó, dọc thân xe đây, gia chủ đã trang bị những cái đường ốp ốp chrome này và cái chống bị xước ở đây. Đó, thậm chí là có dán cả những cái miếng chống va đập khi mà chúng ta mở cửa xe và những cái chỗ đường hẹp và đường tường. Chính vì vậy mà khi mà sở hữu chiếc này thì chúng ta sẽ không phải trang bị thêm bất cứ một cái khoản chi phí gì nữa. À, ngoài ra thì đằng ở dưới đây có bậc ba bô lê lên xuống rồi. Đó. À, còn về phần đuôi xe thì em sẽ mời quý vị anh chị có thể ngắm nhìn một phần về phía đằng ngoại hình đằng sau. Đèn phanh thứ ba ở trên cao. Đó, đèn phanh thứ ba trên cao có vây cá mập ở trên rồi. Đó, cái giải cái cụm đèn hậu này nó sẽ kéo dài từ trên xuống dưới, một cái phong cách thiết kế nó rất là đặc trưng của dòng Honda CR-V. Đấy, xen kẽ giữa đèn halogen và ở phía trên nó có một giải đèn LED. Đây, quý vị chị có thể nhìn thấy cốp nhá, cốp mở dưới này. Đó, khoang cốp phải nói là cực kỳ rộng rãi. Đấy, quý vị chị có thể nhìn thấy về cái phần khoang cốp của xe, phải nói là nếu như chúng ta mà đi làm công việc, thậm chí chở đồ phục vụ cho công việc hoặc là đi gia đình, đi du lịch thì cái khoang này là quá thoải mái để chúng ta có thể để đồ rồi. Bộ gốp thì chúng ta để ngang đây được hai bộ này, còn vali to thì chúng ta để được ba cái. Đó, rất là đẹp nhá. Tất cả mọi thứ chi tiết là đều còn đầy đủ, bao gồm lốp dự phòng, kích lốp. Đó, quý vị chị có thể nhìn thấy này, tất cả mọi thứ nhá, đều đầy đủ. Đó. Nắp capo là zin theo xe. Đó, à đây ốc nắp và cánh cửa hậu vẫn còn zin này. Quý vị chị có thể nhìn thấy. Keo chỉ là còn zin từng chi tiết một. Tuấn Anh Hà Nội 1 chỉ có làm xe đẹp thôi. Xe trang bị sẵn màn giải trí và cam lùi đầy đủ rồi. Đó, có cả cảm biến lùi luôn, 4 mắt quý vị anh chị và các bạn nhé. Đấy, bây giờ mời quý vị anh chị và các bạn đến với cái phần hông phía bên phụ của xe. Đó. Tổng quan thì chiếc này nhìn nó rất là đều xe, quý vị anh chị có thể nhìn thấy nhá. Ngoại thất màu trắng. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần chi tiết nội thất để quý vị anh chị có thể ngắm nghía, cảm giác được là cái độ mới, độ bền của chiếc xe nó như nào. Đây quý vị anh chị có thể nhìn thấy cái hàng nội thất ghế thứ hai. Đó, nội thất là da màu kem. Ghế da nguyên bản theo xe quý vị anh chị và các bạn nhé. Đây, tất cả những cái bề mặt chi tiết này. Đó, cái nhăn này nó là cái nhăn điển hình của cái dòng CR-V. Quý vị anh chị nào mà đã tìm hiểu dòng này thì gần như ghế tất cả các dòng CR-V đều như vậy hết. Đây, một cái bộ da nó là cực kỳ mới và đẹp. Đó, da nguyên bản theo xe. Ở hàng ghế thứ hai là đã trang bị cả điều hòa độc lập, hai cửa gió hai bên rồi. Ngoài ra thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy về phía la phong trần. Đó, mời ống kính hướng lên cái phần la phong trần phía trên. La phong trần nhá, rất mới và đẹp này. Đó. Những cái chi tiết nó rất là nhỏ nhỏ thôi để chứng tỏ là gia chủ cũ đi rất là giữ gìn và bảo quản một cách cẩn thận. Mời quý vị và anh chị đến với cái hàng ghế lái đi. Đó, mời quý vị anh chị đến hàng ghế lái. Quý vị anh chị đợi em một chút để em chỉnh lại cái ống kính nhá. Hôm nay thì em chọn được một cái vị trí nó rất là mát để có thể là quay chi tiết cho quý vị anh chị và các bạn để tham khảo trước khi mà quyết định qua xem xe. Đó. À, quý vị anh chị đợi em một chút để em chỉnh lại cái ống kính nhé.
Dạ được rồi ạ. Đó. Bây giờ mời quý vị anh chị và các bạn đến với cái hàng ghế thứ nhất. Thì ở hàng ghế thứ nhất, ghế phụ và ghế lái là đều ghế cơ. Đó, ở cái đời này là ghế cơ nhé, bản này bản 2.0. Tuy nhiên nó chưa được ghế điện nhưng nó ưu điểm đó là tiết kiệm nhiên liệu, chạy máy rất là bền và lành. Đó, hàng ghế thứ nhất là toàn bộ ghế da và ghế lái và ghế phụ là đều nguyên bản theo xe. Đều nguyên bản theo xe hết quý vị anh chị và các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe cực kỳ được giữ gìn và đẹp như thế này. Đây, bề mặt vô lăng đây, mời ống kính quay sát vào vô lăng một chút. Vô lăng còn rất mới này, nguyên bản toàn bộ nhé, kể cả những cái logo này nó còn zin từ đầu này. Đó, vô lăng thì tích hợp phím bấm. Ở đây thì bao gồm các cái menu tùy chỉnh cho cái giải trí đa phương tiện, set cruise control luôn. Đó, set cruise control luôn trên vô lăng nhé. Vô lăng khâu da. Đó, đàm thoại rảnh tay. Phải nói là một chiếc xe cực kỳ được giữ gìn và tuyệt vời. Đó. Đây, bề mặt ghế đây thì quý vị có thể nhìn thấy là tổng quan là ghế rất là đẹp này, củ số đây cũng vậy, củ số rất mới nhé. Đó. Chìa khóa cơ. Tất cả mọi chi tiết là đều zin nguyên bản từ đầu theo xe. Xe có trang bị luôn cả cam hành trình rồi, rất là tuyệt vời nhá. Quý vị anh chị có thể là nhìn thấy luôn cam hành trình. Bây giờ em sẽ mời quý vị anh chị và các bạn đến cái phần, một cái phần phải nói là một phần cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta tham khảo lựa chọn một cái chiếc xe cũ. Anh Công à? Anh Công à? Đây. Về phần khoang máy. Đấy, quý vị anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ khoang máy là zin nguyên bản theo xe. Những cái vết sơn quý vị anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Đó, kể cả những cụm phanh ABS này, ốc chân máy, ốc mặt máy đều được đánh dấu sơn. Thì cái dấu sơn này sẽ tùy từng hãng, nhưng riêng hãng Honda này thì tất cả các bộ phận là QC. Đó là bộ phận kiểm định chất lượng. Thì họ sau khi mà họ kiểm tra đạt rồi thì họ sẽ đánh dấu sơn vào đây. Thì cái sơn này gọi là sơn 7 màu của nhà sản xuất. Quý vị chị có thể nhìn thấy kể cả bốn cái mô bin nhé, bốn mô bin của xe này nó vẫn còn nguyên dấu sơn này. Đó, những cái chấm sơn, ốc mặt máy vẫn còn chấm sơn này. Vậy thì cái điều này chứng tỏ là xe vẫn còn zin tuyệt đối, bởi vì chạy 9 vạn thì đương nhiên máy móc nó vẫn còn phải zin rồi. Đó, cụm phanh ABS hoặc là ốc chân máy, ốc những cái dàn điều đường lạnh điều hòa. Đấy, tất cả mọi thứ là chi tiết là còn nguyên zin, kể cả những cái cụm máy phát điện đây. Đấy, máy phát đây. Nước da của chiếc xe này phải nói là quá sáng luôn. Đấy, quý vị chị có thể nhìn thấy nhá. Còn về phần giằng đầu. Giằng đầu đây quý vị chỉ thể nhìn thấy này. Nó toàn bộ nó là nguyên nhá, nó không hề có cái chi tiết nào là biến dạng móp méo cả. Đó, hoàn toàn là tuyệt đối. Thì đối với chiếc xe này thì bên em khẳng định và cam kết tới quý vị anh chị và các bạn, đây là một mẫu xe nguyên bản. Tuấn Anh nhà lộ 1 không làm những xe đâm va, không làm xe tai nạn ngập nước. Cho nên là về phần chất lượng. Thông qua cái video này em quay là quý vị anh chị có thể đánh giá được đến tầm 90% chất lượng của xe rồi. Đó, thì vừa rồi là em Tuấn Anh Hà Nội 1 đã gửi tới quý vị anh chị và các bạn một cái mẫu xe SUV 5 chỗ gầm cao, màu trắng rất là trẻ trung, sản xuất năm 2013, tư nhân biển thành phố Hà Nội, hiện tại lăn bánh được 9,8 vạn km, dàn lốp còn rất mới, trang bị đầy đủ cam hành trình, cảm biến lùi, màn giải trí Android. Thì quý vị anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số hotline là 0904 751 669, hoặc là qua cửa hàng bên em có địa chỉ số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để xem xe chạy thử nhé. Và cuối cùng là cái phần quan trọng của video thì em xin được gửi cái phần báo giá của chiếc xe. Thì hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 485 triệu, và em xin nhắc lại một lần nữa là 485 triệu là quý vị anh chị đã sở hữu một cái mẫu SUV gầm cao 5 chỗ đẹp như này rồi. Gọi là tiêu chí đúng là rẻ, bền lành, tiết kiệm và cực kỳ sang trọng. Thì quý vị anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho bên em theo số hotline vừa cung cấp. Đó, có thể là nhắn tin Zalo thì em sẽ quay những cái chi tiết mà anh chị cần tham khảo trước khi quyết định qua cửa hàng em xem xe. Thì cái giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và bớt cho quý vị anh chị nào thực sự thiện chí qua cửa hàng em xem xe nhá. Em xin được nhắc lại là 485 triệu cho một mẫu xe đẹp như thế này. Đó, bên em vẫn hỗ trợ trả góp. Chiếc này thì xin lỗi quý vị anh chị là các bạn là chưa trả góp rồi. Thì em vẫn hỗ trợ quý vị anh chị về cái mặt giấy tờ pháp lý là rút hồ sơ, chuyển biển hoặc là sang tên. Đó, giấy tờ minh bạch. Và cái cuối cùng là bên em luôn cam kết gửi tới quý vị anh chị và các bạn mẫu xe không tai nạn, không ngập nước. Đó, máy số là còn zin tuyệt đối, không đại tu, không tháo dỡ, và xe pháp lý minh bạch, không tranh chấp kiện tụng. Thì quý vị anh chị nào quan tâm cứ alo cho em theo số là 0904 751 669 nhé. Và một lần nữa thì em xin được cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi cái video báo giá của em. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.